Khoai đi, lên chưa? Có một người nữa. Ông Sơn Đinh Đinh Sơn này, ông bảo đây là một chuyện lớn lắm chứ không phải chuyện nhỏ. Bác Nguyễn Cảnh Thụy đã vào rồi. Bác Nguyễn Cảnh Thụy ơi, nghe âm thanh có được rõ không bác? Có thì các bác comment một cái là rõ để cho bắt đầu. Đợi thêm một chút nữa. Bác phải comment xem là bác Nguyễn Cảnh Thụy ơi, bác nghe thấy âm thanh của rõ rồi. Rõ rồi. Cái nút đỏ đỏ bên đây là cái gì đấy? Đấy là hai cái chữ trực tiếp đấy ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, tối nay chúng tôi lại làm một cái livestream để bình luận nhanh và phân tích những cái vấn đề mà liên quan đến cái cuộc phát ấn tại đền Kiếp Bạc diễn ra vào lúc 10 giờ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay, đến sáng hôm nay. Đúng như là những thông báo của ban tổ chức của lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc đã đăng tải trên các báo chí trong thời gian vừa rồi, thì vào lúc nửa đêm hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay, hơi bị nhỏ, thế lại còn hơi bị nhỏ. Các bác nghe có rõ không? Có người bảo là hơi bị nhỏ, tôi không biết là đấy là tại 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 là tại sao thế nhỉ? Nhỏ hả? Mà giờ từ to không mà nhỉ? Rất to rồi chứ. Sao lại nhỏ nhỉ? Không có ăn kia kia Không, để cho các bác ấy nghe cho chuẩn đi đã, thấy thật to, đây là cái chương trình quan trọng. Các bác cho biết là rõ chưa, âm thanh có được rõ không ạ? Ông thường nói mấy con tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Âm thanh ổn rồi đấy, thì bác nào mà bảo là chưa rõ là bác phải xem lại nhé. Rõ mà đấy, bác Cảnh Thụy cứ khăng khăng là rất rõ, rất là rõ đấy, cả cụ Trịnh Thông cũng bảo thế. Chào cụ Trịnh Thông. Thế thì chúng tôi xin được nói tiếp là ban tổ chức cho biết là tỉnh Hải Dương đã chuẩn bị 5 vạn cái lá ấn, tức là 50.000 lá ấn để phục vụ cho cái đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. Và cái cuộc phát ấn đó, mặc dù là chúng tôi đã cảnh báo đấy, thế nhưng mà vẫn diễn ra vào lúc 10 giờ đêm hôm qua, kéo dài từ 10 giờ đêm hôm qua cho đến là rạng sáng hôm nay. Cái ấn đó, cái 10 giờ hôm qua là bắt đầu cái công việc phát ấn, ban ấn, khai ấn đấy. Và có hai người là lãnh đạo cao của tỉnh Hải Dương đã trực tiếp ngồi và phát ấn. Người thứ nhất là Lê Văn Hiệu, là phó bí thư thường trực và là trưởng của tỉnh ủy và là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hải Dương. Người thứ hai là phó bí thư thường trực tỉnh ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương là ông Triệu Thế Hùng đấy. Thì hai ông này trực tiếp là phát làm cái lễ khai ấn này. Thế thì theo báo chí mô tả đấy là vào cái lúc là diễn ra cái lễ này thì họ có tiến hành một cái lễ mật ở trong cái đền Kiếp Bạc đấy, và do các nhà sư là hành lễ để làm cái lễ này, sau đó thì tiến hành ban ấn ra. Thế thì chúng tôi hình dung ra là sẽ có thể là người ta có sử dụng mấy cái ấn để đóng xuống mấy tấm vải vàng thật, nhưng mà chỉ là tượng trưng, chứ còn ấn thì người ta phải in sẵn rồi, chứ không thể nào mà chuẩn bị 5 vạn cái ấn như thế mà có thể phát được tối hôm qua. Như vậy cái ấn đó là đã được chuẩn bị từ sẵn rồi, trước từ trước rồi đấy. Vậy trên cái ấn có cái gì? Trên cái ấn đấy thì là có đóng bốn cái có 5 cái dấu ấn, 5 cái dấu ấn được đóng xuống, trong đó thuộc về bốn cái ấn khác nhau. Đấy. Cái thứ nhất ấy là Trần Triều Hưng Đạo Vương Chi Ấn. Đấy. Là một ấn hình vuông. Ấn thứ hai là Vạn Dược Linh Phù.
thì cái ấn mà vạn dược linh phù đấy, thì cái chữ phù đấy thì tôi tra cứu suốt cả ngày hôm nay thì thấy rằng là đấy không ra là chữ gì cả, nó cũng không phải là chữ phù, mà nhờ cả những chuyên gia đang ở bên Đài Loan để đọc xem cái chữ hình ảnh đó là cái chữ gì thì mọi người cũng không đọc được. Vì vậy cho nên ấy là vạn vạn dược linh phù thì chữ phù đó, phù trả ra phù mà chưa biết là chữ gì. Ba là chữ quốc pháp, ba là chữ 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 quốc pháp, gì đấy, thì đấy là cái thứ ba. Và cái thứ tư là phi thiên thần kiếm chi ấn, chữ quốc pháp chi ấn. Và cái thứ tư là phi thiên, phi tức là bay lên, thiên tức là trời đấy, bay lên trời, cái thần kiếm bay lên trời, chi phù. Thì bốn cái ấn này đều không phải là ấn truyền lại từ, à đây, cái thứ ba là cái quốc pháp đại vương, cái thứ tư là cái phi thiên tức là bay lên trời, thần kiếm là thần kiếm, mà linh phù tức là cái bùa thiêng. Đấy, như vậy là đây là cái hình ảnh của năm cái con ấn Thần được, kiếm là kiếm thần. và được đóng xuống, năm cái con ấn được đóng, là đóng xuống đây, nhưng mà nó thuộc về bốn cái ấn khác nhau, trong đó to nhất và đặt ở vị trí cao nhất là Trần Triều Hưng Đạo, Hưng Đạo Vương chi ấn. Đấy. Thế thì những cái ấn này không phải, không có một cái ấn nào là truyền từ thời Trần về đây cả. Đấy. Và nó là những cái ấn mà thuộc về môn pháp phù thủy của các ông thầy phù thủy. Đấy. Thế thì cái chữ phù ấy, thì tức là bùa đấy. Đấy. Trong chữ Hán thì chữ phù có nghĩa là bùa, và chữ pháp ấy, mà ở đây có chữ quốc, có cái chữ gọi là quốc pháp đại vương ấy, thì cái chữ pháp này là chữ phép nhé, chữ phép. Tôi không hiểu chữ quốc pháp đại vương nó có nghĩa là cái gì. Đấy, đấy. Quốc pháp đại vương thì không hiểu là người ta giải người ta nói cái chữ này nghĩa là cái gì. Thế thì chữ phù thì là bùa, mà chữ pháp thì là phép. Đây là phép thuật của những cái người mà làm cái nghề cúng để trừ tà trừ yêu quái, Phù thủy. phù thủy. Nó là cái đồ nghề cúng bái của cái ông thầy phù thủy mà thôi. Đấy. Thế thì để sử dụng những cái bùa này để làm gì? Bùa thì nó phải liên quan đến cái ấn, thì nó phải liên quan đến cái bùa. Đấy. Mà cái bùa thì phải có vẽ hình. Đấy, và phải có vẽ hình, và khi cúng thì người ta mới đóng cái ấn đấy vào. Mà cái việc mà làm cái lá bùa thực sự thì trên đó phải vẽ cái hình bùa và rồi đóng cái ấn vào, và ở trên đấy còn sau khi cúng thì người ta ở trong các cái môn phái phù thủy của thờ phượng về Đức Trần Triều là người ta mới, cái ông thầy phù thủy ông lè lưỡi ra, xong rồi là ông ấy cắt một tí cái máu của ông ấy ra để vào cái ngón tay rồi thì đóng xuống, gọi là trịch bùa hoặc gọi là trịch ấn. Đấy. Thì khi bấy giờ nó mới trở nên linh thiêng, chứ còn năm cái dấu này đóng vào một cái tờ giấy vàng này nó chả khác gì bây giờ có một cái người, một cái cậu bé nào đó lạc vào ở trong cái phủ chủ tịch, mà lại trông thấy mấy cái dấu, cái triện của chủ tịch phủ. Đấy, thì lôi ra đóng vào vào cái tờ giấy trắng, thì trên cái tờ giấy trắng đó chỉ có mấy cái dấu ấn thôi, chứ không có nội dung gì. Vì vậy cho nên những cái dấu ấn mà được đóng xuống năm cái tờ đóng xuống cái tờ giấy vàng này, mà được biết là năm vạn cái tờ ấn như thế đấy, nó không có một cái tác dụng gì cả. Thứ nhất là bởi vì bùa, tức là ấn thì phải đi liên quan với lại chú, với bùa. Đấy. Thì ấn này chỉ là đóng xuống chứ bên cạnh không có cái hình vẽ bùa. Đấy. Thứ hai là cái ấn này chỉ được đóng xuống cái bùa kèm theo với lại cái sau khi mà ông pháp sư, ông thầy phù thủy đấy, ông ấy hành lễ, và ông có, tôi nhớ là ngày 25 tháng 2 năm 2011, lúc mà lúc bây giờ là Lên Đồng còn bị cấm hãm ghê lắm, thì lúc bây giờ chúng tôi có tổ chức, tôi có cùng với anh em tổ chức một cái buổi gọi là
thuyết trình và trình diễn lên đồng, gọi là lên đồng bảo tàng sống của văn hóa Việt, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp thuộc Đại sứ quán Pháp ở 24 Tràng Tiền, Hà Nội đấy. Mà cái buổi đó là buổi đông lắm, có đến 1.200 người đến, buổi đông nhất trong lịch sử của cái Trung tâm Văn hóa Pháp mà tại Hà Nội này. Thì để cho mọi người được chiêm ngưỡng đầy đủ các cái lên đồng khác nhau, thì chúng tôi có mời ông Đồng Thương ở Phủ Lý thuê xe taxi cho ông ấy, cùng với lại những cái người mà hầu khăn áo với ông ấy, đi từ dưới Phủ Lý lên đến Trung tâm Văn hóa Pháp, tức là 24 Tràng Tiền, chỉ để hầu có một giá gọi là giá trần chiều. Và khi ông ấy vào thì ông ấy hầu cái giá trần chiều đó là cầm cái xiên lình, tức là cái nó giống như cái xiên thịt ấy, mà xiên từ má bên này sang má bên này, xong rồi giữ cho nó ngang bằng như thế này và cắm vào một cái quả cau ở đây. Thì và còn cắt một tí máu, lấy tí máu ở lưỡi đấy, để mà bôi vào để làm cái bùa, để làm cái bùa. Thế thì đó là ấn phù thủy. Vì sao mà Đức Thánh Trần lại có liên quan đến phù thủy ấy? Là bởi vì Đức Thánh Trần là một con người thực sự, một con người trần gian thực sự. Ông có năm sinh năm mất và có cha mẹ họ hàng và có cái tiểu sử sự nghiệp rất là rõ ràng. Nói chung đấy là một người có thật ở trong trần gian, chứ không phải là một thiên thần ở đâu lạc về. Nhưng mà vì những cái chiến công oanh liệt của ngài trong cái việc mà chinh phục và tiêu diệt và cái giặc Nguyên Mông ấy, cho nên là người ta thờ phượng ngài, kính trọng ngài và tôn ngài lên ở cái địa vị là gọi là Cửu Thiên Vũ Đế, tức là ngang tức là ở trên những cái ngôi bậc ngôi cao nhất của cái thờ phượng đạo giáo. Mà đạo giáo thì nó có nhiều cái nhánh của nó, có một nhánh là đạo thần tiên, có một nhánh là đạo phù thủy, có một nhánh là đạo trường sinh, tức là cứ cầu dược và cầu lấy cái sự thống sống thọ và sống lâu đấy. Thế thì người ta đem hội nhập và trong cái quá trình mà thờ phụng đối với ngài Trần Hưng Đạo đấy, Trần Quốc Tuấn đấy, thì người ta mới hội nhập giữa cái việc thờ Cửu Thiên Vũ Đế với lại ngài Trần Quốc Tuấn, tức là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Thì trong các cái môn phép mà để thờ phượng ngài thì có cái việc mà cúng về phù thủy này, phép tắc. Thí dụ như là ở cái đền, những cái ngôi đền mà thờ ngài Đức Thánh Trần ấy, thì có những cái chiếu trải ra ở trong đền, thì người phụ nữ nào mà bị băng huyết hoặc là bị những cái về vấn đề sinh đẻ mà khó khăn thì đến cúng ở đền đó, dâng vào đó mâm lễ cúng và rồi đến lúc về thì trải một cái chiếu mới ra để thay lấy cái chiếu cũ, thì đem cái chiếu cũ về trải ra giường của mình để nằm. Và những người phụ nữ mà bị băng huyết ấy, thì đều đến xin lễ ở đền Đức Thánh Trần, bởi vì Đức Thánh Trần đã diệt được một cái tên giặc là Phạm Nhan, cứ chặt đầu nọ thì lại ra đầu kia, và nó có một cái gọi chuyên môn là đi phá trong dân gian. Thế cho nên đấy là những cái phép tắc mà liên quan đến việc thờ phụng phù thủy, đạo phù thủy thì nó được đưa vào trong các cái điện thần thờ Đức Thánh Trần. Thế thì những cái dấu ấn, những cái ấn mà đền Kiếp Bạc có thể lưu truyền lại chính là những cái ấn mà dùng để trừ tà ma quỷ. Nhưng những cái ấn đấy không phải là một cái ấn để chơi, để lòe thiên hạ giống như là tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh Hải Dương đang làm hiện nay, mà những cái ấn đó chỉ được đóng xuống một cái lá bùa khi mà đã có pháp sư cúng. Nhưng đêm hôm qua rạng sáng hôm nay thì tại cái đền Kiếp Bạc ấy, thì không phải là những pháp sư hành lễ mà lại do các nhà sư. Điều này báo Hải Dương đã đăng sáng nay. Thế thì cái việc mà đóng những cái ấn như thế để chơi và để nói như vậy, đây không phải là ấn để chơi, mà ấn này là ấn để làm việc. Ấn làm việc là gì? Tức là khi mà những người nào mà có tai ương
và có những cái rủi ro, rồi thì có những cái bệnh tật ốm đến thập tử nhất sinh, thì khi đến cầu cứu ngài thì pháp sư người ta mới xin lệnh của ngài, xin lệnh thần kiếm của ngài, xin lệnh của ngài, thì bấy giờ mới cúng làm phép, rồi thì vẽ một cái lá bùa và trên đấy chịch một cái dấu ấn này vào, và lấy cái máu ở cái lưỡi để chịch vào trong cái lá bùa đó đưa cho người ta, thì khi đó người cái lá ấn đó mới có tác dụng là để trừ tà, trừ ma quái và trừ tai ương cho cái người mà người ta đến để xin lệnh của ngài. Thế thì bây giờ những cái lá này đành rằng là lấy từ thời từ đền Trần đưa ra và cũng đã được cúng ở trong đền Trần, nhưng chỉ gọi là nó được cúng ở trong đền Trần, nó giống như là một cái lễ trình ra như vậy thôi, chứ cái lá ấn này không có tác dụng gì hết, bởi vì trên đó chỉ có đóng ấn chứ không có bùa chú, không có lệnh của pháp sư. Tương tự như vậy, tức là cũng không có lệnh của Đức Thánh Trần nếu như đúng theo tín ngưỡng. Vì vậy cho nên ấy, là nó giống như là một tờ giấy trắng mà người ta đóng vào đấy, chờ vờ giữa một cái tờ giấy trắng đây một cái dấu của chủ tịch phủ hoặc là chủ tịch nước, thế thôi, chứ không có chữ ký của chủ tịch nước, không có dấu ấn, không có cái chữ ký và cái không đóng, tức là đóng vào một cái tờ giấy hoặc là một cái tấm giấy vàng vu vơ và không có tác dụng gì. Vậy thì cái đó bây giờ đem về nhà để làm gì? Thế thì có ba cái tình huống mà người ta xin cái ấn này hoặc là mua cái ấn này đem về nhà. Thứ nhất là người ta theo như báo Hải Dương và báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam thì nói là bà con lấy cái này về đeo ở bên mình để mà được cầu lấy an, cầu an và không có cái quỷ ma gì nó xâm vào. Cách thứ hai là người ta đưa về, người ta treo ở trên tường để làm cái vật trang trí. Và cái thứ ba là cái thứ ba là có cái người ta bảo là để ở trên bàn thờ. Thế để trên bàn thờ, thế thì thứ nhất là nếu để trên bàn thờ thì vô cùng nguy hiểm, bởi vì cái đó là cái ấn để trừ tà ma quỷ của Đức Thánh Trần, mà là nó phải liên quan đến bùa phép nữa, mà để lên trên gia tiên như thế thì gia tiên cũng phải bạt vía kinh hồn chứ không phải là không. Hôm nay tôi đã hỏi một pháp sư là cái đó thì để trên bàn thờ có được không, thì ông bảo là như thế thì gia tiên cũng bạt vía. Cái thứ hai là để ở bên mình thì mình tự nhiên mình có cái gì đâu mà đang phải trừ tà ma quỷ gì đâu, mà có ốm thập tử nhất sinh đâu mà đeo ở bên mình. Thế thì nếu ví dụ như có một thế giới ma quỷ thật, nó trông thấy một cái vật mà chuẩn bị đem đi trừ trừ nó đấy, thì nó mà nó lại không thấy phép thuật gì ở trong đấy thì nó phải đuổi theo để nó làm hại cho bằng được, chứ không phải là không. Cũng giống như bây giờ trông thấy một cái đi đường mà trông thấy một cái đứa nó cầm dao và nó lảm nhảm, nó nói là phải giết một cái cô gái đi làm về chẳng hạn, thế thì ai mà trông thấy thì việc đầu tiên là phải tiêu diệt nó chứ. Thì đấy một cái và còn nếu mà treo ở trang trí đấy không phải là cái vật để treo trang trí. Cái việc mà người ta đem những cái ấn đó về để ở trong nhà hay là treo ở trên tường, để trên bàn thờ gia tiên hay là để trong người, chả khác gì là gia đình nhà đó đang bị một cái tai ương chướng họa gì đó, một cái điều đau khổ và một cái tai ương gì đó mà cần phải mua lễ vật voi ngựa, rồi thì là chuẩn bị tất cả các vật phẩm rồi, và kể cả cái ấn đấy nữa để chờ cái ông phù thủy ông đến. Vậy thì các vị có nên để những cái đó hay không? Vì vậy cho nên tôi mới hỏi cái vị pháp sư mà bây giờ giải quyết như thế nào đối với lại những anh chị em mà đã xin kia, đã có được cái ấn đấy trong tay bằng cách này hay cách khác, hoặc là đêm hôm qua đến đền kiếp bạc, hoặc là có người lấy được đem gửi về, thì ông ấy khuyên là tốt nhất là đem đi hóa đi, không để làm gì cả. Vì hoặc là đến một cái ngôi đền Trần nào đấy, một cái điện thờ Đức Thánh Trần ở gần nhà mình, thì đem đến đấy cúng làm lễ xong rồi thì hóa đi, chứ không nên đeo đi như thế suốt năm. Bởi vì đeo vào trong người như thế, tức là đeo một cái vật phẩm mà chúng ta chuẩn bị chỉ chờ cái ông thầy phù thủy ông đến ông đóng, cắt máu
đóng và ông ấy vẽ bùa vào đấy để mà trừ tà ma quỷ. Mà ta không có ma quỷ ám vào ta mà lại vẫn có như thế, thì nếu có con ma quỷ nó thật thì nó nhìn thấy một cái người đang đeo một cái thứ mà chuẩn bị đi giết nó, nhưng nó thấy không có pháp thuật gì ở trong này cả, thì nó phải theo bằng thật. Từ cái chuyện mà không thật là không có con quỷ nó đi theo mình, mà hóa ra lại có con quỷ nó đi theo mình, thế thì rất là nguy hiểm. Thì đấy là những cái bình luận về về dưới góc độ văn hóa và văn tự liên quan đến cái việc phát ấn, khai ấn trong nửa đêm, giữa đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay, diễn ra tại đền Kiếp Bạc thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nhưng cái điều mà rất đáng nói ở đây ấy, là những cái người mà quan chức đầu tỉnh là ông Lê Văn Hiệu, là phó bí thư thường trực kiêm trưởng đoàn của đại biểu quốc hội của tỉnh Hải Dương, và ông Triệu Thế Hùng là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đứng đó để phát ấn tối hôm qua. Và báo chí, báo một số báo đã ghi lại được cái hình ảnh này, thì cho thấy rằng là phải chăng là cái nhà cầm quyền ở địa phương Hải Dương đang lợi dụng cái sự tín ngưỡng của đông đảo nhân dân trong tỉnh nhà và thập phương du khách để làm một cái chuyện mà trước là mê hoặc quần chúng, sau là để kiếm tiền thông qua việc du lịch về cái côn, về cái Côn Sơn Kiếp Bạc. Thì xin chúng ta hãy cùng nghe, tôi chỉ nói sơ bộ như vậy, và sau đây chúng ta sẽ nghe bình luận của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Xin mời nhà văn. Xin kính chào bà con, trong đó có bà con ở Hải Dương. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Viện Hân Nôm vừa mới giải mã về 5 cái ấn đóng trên một cái miếng vải. Thì bây giờ tôi chưa nói về cái ấn. Tôi xin phép tôi nói về Đức Trần Hưng Đạo. Thì Đức Trần Hưng Đạo là ai? Thì toàn dân chúng ta đều biết là Trần Hưng Đạo là một danh tướng kiệt hiệt, dường như có 102 trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ hơn 2000 năm nay. Trước khi xảy ra cái cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Nguyên vào đất nước ta năm 1285. Hồi ấy, cái đế quốc Mông Nguyên ấy, nó là cái đế quốc làm cho cả thế giới kinh hoàng. Những nước lớn như nước Nga bị Mông Cổ thống trị tới gần 500 năm. Đế quốc Tống, nhà Tống của Trung Hoa cũng cúi đầu quỳ gối và làm nô lệ cho Mông Cổ cả trăm năm. Năm 1279 thì đế quốc Nguyên Mông tiêu diệt hoàn toàn đế quốc Tống. Trận cuối cùng là quân Mông Cổ tiêu diệt, là cái trận thủy chiến ấy, tiêu diệt hơn 10 vạn quân Tống ở biển Nhai Sơn, tức là vùng Hải Nam bây giờ. Trong cái trận chiến ấy, 3 ngày sau thì xác chết nổi lên trắng mặt biển, ước tính hơn 10 vạn. Trong đó có Thái hậu của nhà Tống trôi dạt sang đất ta ở cửa Cờn, Nghệ An. Nhân dân vớt lên được, thấy một người phụ nữ mặt hoa da phấn mà vẫn còn tươi,
biết đây là một cái người không phải người thường, cho nên nhân dân lập miếu lên thờ. Và bây giờ cái đền thờ ở Nghệ An ấy, là cái đền Cơn ấy, là cái đền nhiều người đến lễ bái nhất. Trong cái trận ấy thì nhà Tống thua một cách hết sức là đau đớn. Vua Tống là Triệu Hủ, mới có 6 tuổi. Lẽ ra là bị quân Mông Cổ bắt sống, nhưng tể tướng nhà Tống là Lục Tú Phu vái Triệu Hủ rằng muôn tâu bệ hạ, quân ta bị tiêu diệt đến nơi mà bệ hạ làm vua của một nước không thể để cho giặc bắt được, đó là một cái nhục muôn đời. Cho nên thần xin phép bệ hạ. Thế là ông ấy ôm ông Triệu Hủ và ông tể tướng ôm vua Tống là Triệu Hủ 6 tuổi nhảy xuống biển tự tử. Đó là kết thúc nhà Tống. Thế sau khi mà quân Nguyên tiêu diệt được nhà Tống rồi, bây giờ ngọn cờ của nhà Tống là chỉ thẳng sang Đại Việt. Bây giờ tiềm lực của nhà Tống nó lớn lắm, mà nó chuẩn bị sang đánh ta. Vậy thì nước ta phải làm cái gì? Chúng ép ta 6 điều. Chỉ cần một trong 6 điều đó mà ta chấp nhận thì đã là một nước nô lệ rồi. Điều thứ nhất là quân trưởng phải vào chầu, tức là vua phải vào chầu. Điều thứ hai là con em phải sang làm con tin, tức là thái tử đấy, con vua phải sang làm con tin ở Yên Kinh. Điều thứ ba là phải kê biên dân số. Điều thứ tư là phải đi quân dịch và nộp lương thực. Điều thứ năm là phải cho mượn đường và cung cấp lương thực cho quân Nguyên sang đánh Chiêm Thành. Điều thứ sáu là phải chấp nhận đặt cái chức cho nhà Nguyên ấy, đặt cái chức Dagurachi, tức là một tên thái thú để cai trị. Thế thì một trong 6 cái điều đấy mà công nhận thì coi như một nước phụ thuộc, một nước nô lệ rồi. Thế nhưng cả 6 điều ấy, vua tôi nhà Trần đều không chấp nhận. Trần Hưng Đạo phải đi tiên phong làm cái việc gì? Trước hết là nuôi vỗ dân ở trong ấp của Hưng Đạo. Xét xem ai có đủ khả năng ra làm ăn riêng được trong cái nông nô của cái thái ấp Trần Hưng Đạo, thì ông cấp cho ruộng đất ra ngoài để làm ăn. Tức là tạo cho cái người dân ở trong cái ấp của mình ấy là có cơm ăn áo mặc, có gia đình riêng, có của cải riêng. Thế tức là tạo cho người ta có một cuộc sống riêng, tự do riêng. Để làm cái việc đó thì Trần Hưng Đạo phải xẻn cái sản nghiệp của mình ra cho người dân. Tức là yêu dân đến thế, thương dân đến như thế. Trong cuộc đời của con người đấy, có 2 cái điều mong muốn nhất là tự do và tư hữu. Thì Trần Hưng Đạo đều làm cái việc đó cả, gọi là phú quốc cường binh sách. Sau cái phú quốc cường binh sách ấy có hiệu quả thì vua Trần Nhân Tông mới đem nhân rộng ra cả nước. Vậy là cả nước đều được hưởng cái ân huệ của triều đình. Cho nên cố kết lòng dân, Hưng Đạo cố kết lòng dân bằng đem lại cho người ta tự do và tư hữu tài sản. Tôi là một người viết về nhà Trần từ khi mới manh nha cho đến khi sụp đổ. Tôi chưa thấy một chỗ nào Trần Hưng Đạo làm những cái điều mê tín dị đoan, mê hoặc lòng dân cả. Thế cho nên bây giờ nếu biết ơn Trần Hưng Đạo thì chúng ta phải học tập Trần Hưng Đạo về cái việc chăm dân, nuôi vỗ sức dân, toàn dân đoàn kết lại thì nó trở thành một sức mạnh siêu thần nhập hóa. Vì thế cho nên là Hưng Đạo không có bỏ qua một cái
yếu tố nào trong cái việc nuôi võ dân và nuôi võ quân lính. Cho đến nay vẫn còn truyền thụ rằng Hưng Đạo thương lính đến cái mức độ có một người lính họ bị nhọt mà có kén mủ mà nặn nó không ra, Trần Hưng Đạo phải quỳ gối xuống để hút mủ ở cái bẹn của cái anh lính. Có một ông đại tướng nào dám làm như thế không? Yêu dân như thế, xẻ sản nghiệp của mình ra cho dân. Yêu lính như thế, quỳ xuống hút vào bẹn của cái người lính ấy, để cho nó ra cái kén ấy. Xong rồi thì lấy cái cây ba ngạc ấy, và lấy mảnh chai cạo cái đó, làm cái chất thấm mủ. Trong cái Hưng Đạo binh pháp ấy, chúng tôi còn đọc được những cái điều đó ở trong dân gian. Tôi chưa thấy có một cái chỗ nào từ khi chiến tranh chưa xảy ra cho đến lúc chiến tranh xảy ra, Hưng Đạo lập đàn cầu tế tìm ở những cái gì trong các phương thuật ma quái cả. Thế thì Hưng Đạo ấy là một người chân chính, là một người tin ở mình và tin ở dân. Thế thì tại sao bây giờ chính quyền của tỉnh Hải Dương nếu thật sự biết ơn Trần Hưng Đạo thì hãy lo cho dân đi, lo cho đời sống cho dân đi. Tôi thấy ở Hải Dương rất nhiều những tệ tục dị đoan và những cái bất hạnh xảy ra trong gia đình cũng như trong nhà trường. Nếu như chính quyền thật sự vì dân, lãnh đạo Hải Dương hãy lo cái việc đó cho dân đi. Còn biết ơn Trần Hưng Đạo mà dựa vào cái uy tín của người mà làm những cái việc thương luân bại lý là cái điều không đúng. Và lại như thế này, tôi xin hỏi các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đảng ta là một đảng vô thần, chúng ta không chấp nhận có thần linh. Thế và tôi đã ở ngành văn hóa đi chống mê tín dị đoan không biết bao nhiêu mà kể. Các ông còn nhỏ tuổi, các ông không biết năm 1982 chính phủ ra một cái, nó tương ứng với một cái sắc lệnh là 214, gọi là chỉ thị 214, là triệt để bài trừ mê tín dị đoan. Và không biết đến bao nhiêu lần chúng ta làm cái việc bài trừ mê tín dị đoan mà do đảng chỉ đạo. Thế thì bây giờ đảng đã có một cái chỉ đạo là bỏ cái việc chống mê tín dị đoan đi, mà phải dùng mê tín dị đoan làm đường lối lãnh đạo nhân dân không? Tôi xin hỏi các vị trả lời đi. Đảng còn kiên trì cái việc là khai minh, khai hóa cho dân để tin vào cái nội lực của mình mà kiến thiết đất nước, hay là bỏ tất cả cái sự minh chết ấy đi để đi cầu cúng những cái tha lực, những cái thế lực đen tối mà chúng ta không biết nó là cái gì cả? Tôi xin nói cái đạo phù thủy ấy, nó ra đời từ thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 11 ở nước Tống. Cái thời kỳ ấy, cái nhà Tống là suy vi đốn mạt đến vô cùng. Những cái nước nhỏ ở phía Bắc, như nước Liêu ở phía Bắc, nước Kim ở phía Bắc, nước Hạ ở phía Tây, những cái bộ tộc nhỏ như thế, họ đánh mà nhà Tống cứ lui dần từng bước, và đánh đến đâu thì cắt đất Cầu Hòa và cống đến đấy. Xin nói Kim Mai Tông mới có 12 tuổi, nó bắt vua Tống phải gọi nó bằng bá phụ, mà cũng phải gọi nhé. Phải gọi cái thằng nhóc con 12 tuổi, bá phụ tức là bằng bác đấy. Thế mà cắt đất Cầu Hòa, rồi hàng năm triều cống hàng triệu lạng bạc. Thế cái nhà Tống nó hèn yếu như thế,
Cho nên là tất cả cái sự ma quái, mê tín dị đoan, cái đạo phù thủy nó xuất phát từ đấy mà ra. Phù thủy là một cái nhánh của đạo lão. Cái nhánh ấy là do những cái người mà không có nghề nghiệp gì cả mà làm tìm mọi cách làm sao mà bóp nạn dân được để lấy tiền. Có thế thôi, không có cái gì cả. Nó dùng phù phép để hù dọa nhân vì nhân dân, vì nhân dân ngu muội. Thế bây giờ ta lại học cái cách đó để đưa vào dân à? Bây giờ nếu muốn thu hút khách du lịch, bản thân cái hội đền Kiếp Bạc và bản thân những thành tích của nhà Trần và đặc biệt là danh tướng Trần Hưng Đạo đủ sức hấp dẫn cả nước rồi. Không cần phải cái trò mê muội ấy để làm hủ hóa nhân dân đi. Cái việc phát ấn ở đền Trần là sự bịa tạc mà nhân dân cả nước và các nhà văn hóa đã phê phán triệt để. Tôi đã viết một cái bài khá đầy đủ là không hề có cái lễ khai ấn nào trong suốt 175 năm của nhà Trần. Cái ấn nó là cái gì? Nó là cái chuyện hành chính. Nó không có cái gì thiêng bởi vì nó là một vật của thế tục chứ không phải là của tâm linh. Vì vậy nó không có giá trị gì cả. Tôi đã nói hết sức đầy đủ rồi, tôi không có cương vị gì để nói, nhưng mà tôi chỉ đưa những cái chứng cớ trong lịch sử ra để cho mọi người biết rằng nó không phải là cái vật thiêng. Nếu nó là cái vật thiêng thì phải có nơi người ta thờ thử chứ. Thử hỏi cả nước này, các vị thử chỉ cho tôi xem có ở đâu thờ thần ấn không? Không ở đâu thờ thần ấn cả. Bởi vì nó là cái vật vô tri vô giác. Nó là cái vật của thế tục. Thế thì thế tục dùng nó để thay cho cái quyền uy của những người thế tục chứ không phải là của siêu nhiên. Thế vậy thì tại sao lại đem cái đó ra làm ngu dân đi, mê muội dân đi? Ở cái thế kỷ 21 này mở mồm ra là nói đến chậm 4.0 với 5.0 mà lại còn dùng những cái thứ đó là mê hoặc dân chúng thì tôi không thể tưởng tượng được. Những người được dân bầu ra, được dân tín nhiệm, rồi được đảng cử ra quản lý bộ máy nhà nước thì việc đầu tiên là phải do cho dân có cái ăn, có cái học, rồi được sống trong hòa bình và an lạc. Chứ là đem ma quái mà hù họa dân, hù dọa dân thì đó là một cái điều không một chính quyền nào có lương tri mà làm ăn như thế cả, các ông ạ. Nếu các ông thật sự là một đảng viên của một đảng tiến bộ thì các ông phải sám hối đi. Phải sám hối trước đảng, sám hối trước dân đi. Đừng làm cái chuyện đó mê hoặc dân mà mang tội đấy. Còn Đức Trần Hưng Đạo cả đời chỉ làm cái việc khai minh cho dân. Nếu không khai minh được cho dân mà dân ngu tối thì làm sao đánh được một cái quân giặc nó hùng mạnh đến như thế. Tôi thử hỏi nếu một dân tộc ngu muội đem bùa ấn đi mà đánh thì có thằng giặc nào chết không? Năm 1279 tôi lên biên giới bắt được một số tù binh, ta bắt được một số tù binh. Chúng nó còn trẻ lắm, chỉ độ 18-20 tuổi thôi. Ở cổ mỗi đứa trong cổ áo ấy, mỗi đứa đều đeo một cái bùa. Nó bện rất chặt, to bằng chiếc đũa thôi. Lính Tàu á? Trong đó có mấy chữ này: Tổ sư sắc lệnh trấn. Nó bảo đây là cấp trên phát cho chúng nó.
là có cái bùa để vào trận không chết. Thế tôi hỏi, thế chúng mày có thằng nào bị chết không? Nó bảo chết nhiều lắm. Thế tôi bảo, thế cái bùa này có cứu được chúng mày không? Nó bảo chả cứu được ai cả. Đấy là lính tàu đấy hả? Lính tàu đấy. Tổ sư sắc lệnh trấn. Thế thì bây giờ tao đang bắt chước cái bọn ma muội ấy. Anh có khi lính Việt Nam cũng có cái bùa đấy không nhỉ? Thì tôi nghĩ là cái việc đó là cái việc làm ngu dân các ông ạ. Không thể nói khác đi được, đó là việc làm ngu dân. Tệ quá, nhưng mà chính quyền mà mặt mũi nào mà để đi làm cái chuyện đấy? Tại sao các ông không lo cho dân việc ăn, việc học, lo cái đạo đức cho dân? Đạo đức cho dân xuống cấp đến vô cùng rồi. Các ông là người am hiểu chứ. Tại sao các ông lại để dân như thế mà bây giờ các ông cũng lập cái hội ra là các ông làm ngu dân đi? Mở hội để tri ân Trần Hưng Đạo là cái điều hết sức cần thiết. Các ông không mở khi các ông chưa sinh ra, ngay bố mẹ các ông chưa sinh ra đã có hội kiếp bạc rồi. Thì cái hội kiếp bạc là nó sinh ra để tri ân Trần Hưng Đạo. Các ông không tổ chức nó đã có. Và bây giờ nếu các ông tổ chức nó nghiêm túc để cho mọi người biết đến cái thánh tích của Trần Hưng Đạo, bây giờ chúng ta, bởi vì Trần Hưng Đạo đã được toàn dân tôn vinh là một vị thánh, trong hơn 20 thế kỷ nay chúng ta, cả dân tộc Việt Nam chưa tôn vinh ai là một vị thánh, là nhân thần làm thánh cả. Duy nhất có Trần Hưng Đạo. Thế cho nên những thành tích của Trần Hưng Đạo bây giờ chúng ta có quyền gọi là thánh tích. Thế thì vì vậy nếu mà tổ chức cái lễ hội để tri ân thánh tích của Trần Hưng Đạo là cái việc rất cần thiết. Nếu các ông làm cái việc đó, tri ân tổ tiên là cái điều toàn dân biết ơn các ông. Nhưng lại nhân cái việc này các ông làm ngu dân đi, thì tôi thấy là các ông không xứng đáng là con cháu của Trần Hưng Đạo đâu. Các ông mở lịch sử ra mà đọc, chưa hề có một hành vi nào của Trần Hưng Đạo mà làm cho nhân dân phải hoảng sợ và mê hoặc dân cả. Toàn bộ cái quá trình của Trần Hưng Đạo là thức tỉnh lòng dân và thức tỉnh binh lính để thông minh mà đánh giặc giữ nước, để tạo ra cái niềm tin mà đoàn kết toàn dân. Nếu bây giờ cứ đổ xô nhau đi lễ đi bái như thế thì còn có tâm trí nào mà phát minh ra được những cái điều hay điều tốt nữa, mà có dám hy sinh được không? Tin vào cái mảnh giấy đó là một cái điều ngu dân. Trị dân bằng chính sách ngu dân các ông làm cháy lòng đảng rồi. Đảng không dạy các ông như thế. Nhân dân không bầu các ông ra để làm những cái việc đó. Hết sức. Mà cái bài báo của cụ đã đăng về vấn đề ấn đền Trần đã đăng ở trên tờ gì nhỉ? Về văn hóa Hải Dương. Văn hóa Hải Dương. Cách đây 5 năm tôi đã viết cái bài. Anh lại mỗi năm hùng cho tái bản một lần cái bài. Từ trong quá khứ chưa hề có lễ hội khai ấn. Tôi đã gửi đăng ở báo Văn hóa Hải Dương cách đây 5 năm rồi. Mà các ông chắc là các ông, cái ưu điểm của các ông là không bao giờ thèm đọc báo. Và đọc báo không bao giờ các ông tin những lời của những nhà văn hóa nói năng gì cả. Cho nên là các ông làm cái này tôi nói thật là kính không bỏ phiền. Tri ân Trần Hưng Đạo mà làm ngu dân của Trần Hưng, con cháu Trần Hưng Đạo đi à? Bọn lãnh đạo tỉnh Nam Định nó cũng thế đấy. Nó cũng phát lên cái chuyện phát ấn. Nếu cha ông ta mà chăn dân trị dân như các ông thì mất nước lâu rồi. Tỉnh ngộ lại đi, xin lỗi nhân dân đi. Đừng có làm cái điều bậy bạ nữa. Tôi xin nói tất cả những trò phù thủy ấy
là trò lừa bịp dân thôi. Ba cái lăng nhăng làm sao mà lại đem sinh mệnh của mình mà vào để vào mấy cái ấn ấy được. Các ông có muốn thăng quan tiến chức, các ông muốn cầu an, cầu tiến bộ gì thì là việc riêng của các ông. Chứ đừng đưa nhân dân vào cái con đường mê lầm ấy nhé. Tôi nói thế này, các ông có kiện tôi thì các ông cứ kiện. Tôi hỏi các ông, các ông đã làm gì được cho nhân dân Hải Dương? Đạo đức xã hội thì xuống cấp, hiếu đế trong gia đình, cha con chồng vợ bây giờ không còn có một cái tôn ti trật tự gì cả. Trộm cướp, giết người, trò đánh thầy, chửi thầy, thậm chí giết thầy. Thầy đứng ra làm môi giới để bán dâm học trò vị thành niên. Một cái xã hội như thế mà các ông không chú tâm làm thế nào được để khôi phục lại cái đạo đức xã hội. Đó là việc của các ông, những người phụ trách, những người chăn dân thì phải làm cho dân phong tục nó được thuần hòa và bài trừ những cái hủ tục, những cái mê tín dị đoan nó làm cho con người yếu kém đi, ngu đần đi. Ngày xưa ấy, khi tôi còn nhỏ ấy, tất cả những cái truyền đơn và những cái hiệu triệu của Đảng ấy đều nói là phong kiến và đế quốc đưa dân ta vào con đường mê lầm. Nào là bói toán, nào là xin xăm xin thẻ, đủ tất cả những cái thứ đó để đưa dân ta vào cái con đường mê tín dị đoan. Cho nên là Đảng ta chống mê tín dị đoan một cách hết sức triệt để từ sau năm 54 cho đến những năm 90 thì tôi thấy là cái việc chống mê tín dị đoan của Đảng ta hết sức triệt để. Không làm gì có chuyện đồng bóng rồi thì phù thủy phù tiếc dám lai vãng ở nông thôn hay thành thị cả. Nhưng đến bây giờ chính các ông lại đứng ra làm cái trò ma quỷ đó nhé. Thế các ông làm phản lại đường lối của Đảng hả? Nhân tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện mời tôi tham gia cái việc bình luận cái việc hôm nay ấy. Thì cách đây 5 năm những cái trò dơ giấy của các tỉnh là bày ra cái chuyện phát ấn đền Trần. Thì tôi đã vạch trần ra cái sự giả dối, sự điều tra ấy rồi. Bằng một cái bài viết tôi chứng minh từ trong lịch sử cho đến tận bây giờ. Và đặc biệt là trong 175 năm nhà Trần không hề có cái chuyện ấn tín gì mà phát cho dân để về trấn trạch cả. Tôi đã viết cái bài hết sức công phu gửi về cho tỉnh Hải Dương, ty Sở Văn hóa Hải Dương và đã đăng trong cái tạp chí văn hóa của Hải Dương. Cũng mong rằng các ông thức tỉnh. Cái hồi ấy là các ông đã lăm le định phát ấn ở Côn Sơn Kiếp Bạc, nhưng rồi các ông lại đình lại. Thì tôi mong rằng các ông nên xin lỗi nhân dân đi. Và thế, cái việc làm bây giờ cần thiết nhất là định lại cái tâm cho dân. Bằng cái gì? Bằng những cái chính sách an dân. Và làm như thế nào ấy? Đi ở trong nông thôn cũng như trong thành thị, không sợ ai bắt nạt mình, không sợ cái bọn đạo trích ngày cũng như đêm nó lần vào nhà mình, thậm chí nó công khai nó cướp cả ngân hàng. Đấy, cái việc đấy là việc của các ông nhé. Các ông phải dẹp được những cái ấy đi chứ. Bây giờ nó cứ ngang nhiên
diễn ra trước mắt dân, dân sợ lắm, sao giống chống lại các ông còn tránh nhé. Thì những cái phải dẹp yên đi để cho dân sống được yên ổn. Các ông sống bằng tiền thuế của dân chứ, các ông không nuôi được dân đâu, dân nuôi các ông. Thời nào cũng thế, chính quyền nào cũng thế, dân nuôi chính quyền. Mà dân giữ nước, nếu không có dân không giữ được nước đâu. Cho nên chúng ta phải làm thế nào nuôi dân trở nên khỏe mạnh, thông minh và làm những việc đúng. Có như thế, nếu dân có thông minh ấy, thì kẻ thù nó mới không lừa mị được. Nếu mà dân không thông minh ấy, chỉ với tờ ấn vài ba cái ấn nhố nhăng ấy đã sợ rồi thì làm sao mà chống được giặc. Thì tôi mong rằng những cái lời nói thẳng của chúng tôi này chắc chắn là cậu sẽ rất khó chịu, nhưng mong rằng các ông hãy vì dân đi. Dân tin được các ông, đảng tin được các ông, thì các ông phải lo cho dân, chứ các ông chớ có làm hại dân. Khi mà tôi vào trong Thanh Hóa để xem xét cái việc mà Hồ Quý Ly với nhân dân Thanh Hóa. Hồ Quý Ly thì quê gốc của ông ta ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhưng bốn đời nhà ông ấy đến Hồ Quý Ly là bốn đời. Vào Thanh Hóa làm con nuôi của nhà họ Lê. Thì lấy tên là Lê Quý Ly. Nhưng khi ông ta đoạt ngôi của nhà Trần rồi thì lại trở về họ Hồ, gọi là Hồ Quý Ly. Trong cái cuộc đời của ông ta thì rất là khắc nghiệt đối với dân. Giết dân, hành hạ dân, làm đủ tất cả các mọi thứ, không có ban ân gì cho dân cả. Cho nên mà khi mà ông ta bị quân Minh bắt về, cha con ông cháu bị bắt về, về tàu, thì tôi thử xem là dân Thanh Hóa có biết ơn ông ấy để có một cái đền thờ nào không? Nhưng mà khắp tỉnh Thanh Hóa không hề có một nơi nào có một cái đền thờ Hồ Quý Ly cả. Trong khi ấy thì cái hội thề Đốn Sơn, ông ta giết Trần Khát Chân và 395 người khác ở cái hội thề Đốn Sơn ấy. Thì ở Thanh Hóa bây giờ có ít nhất là 173 cái đình đền thờ Trần Khát Chân làm thành hoàng. Còn Hồ Quý Ly thì không có ai thờ cả. Và dân Thanh Hóa nói rằng thương dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái, ngập mồ thối xương. Là vì Hồ Quý Ly gây nhiều tội ác với dân quá. Và để mất nước, ông ta không bán nước, nhưng ông ta để mất nước. Cho nên nhân dân không ơn gì ông ta. Thế thì hãy noi những cái tấm gương đó mà hành xử với dân cho nó phải đạo. Tôi xin có một vài lời để chúc các ông tỉnh ngộ. Nhà văn Hoàng Quốc Khải đã nói về cái trách nhiệm và cái gọi là cái ý thức chính trị của tập thể lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của tỉnh Hải Dương. Và ở đây tức là hai cái vị chóp bu đấy là Phó Bí thư Thường trực kiêm Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu và Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng. Hai cái người mà lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh và cả cái bên đảng và bên chính quyền mà ra đứng để đóng cái ấn rồi phát cái ấn như hôm qua nửa đêm về sáng hôm nay ở đền Kiếp Bạc. Như vậy là các ông ấy, một ấy là mạo danh Đức Thánh Trần, tức là Trần Hưng Đạo, để mà ban cái ấn đó. Đấy. Ghi là ban ấn Đức Thánh Trần mà. Thứ hai nữa
là bị mất tín hiệu. Alo, sao lại mất tín hiệu nhỉ? Rồi. Thứ hai nữa thứ hai nữa là các ông đã dùng cái ấn phù thủy đó để mà ban cho dân mà không hiểu đó là việc làm của mình là sai. Ban cái ấn phù thủy như vậy, thế có hóa ra các ông chính là những cái thầy phù thủy à? Cái thứ ba nữa là các ông là những nhà lãnh đạo đứng đầu của một cái tỉnh, mà cái tỉnh đấy lại nhiều tiến sĩ nhất trong bậc nhất trong cả nước suốt trong thời kỳ phong kiến ấy, ngày xưa đấy. Thế thì mà ở đấy lại có những côn sơn kiếp bạc, tức là những vị văn võ như thế, mà các ông đặt sinh mệnh chính trị của ông vào cái tờ ấn, đặt sinh mệnh chính trị của ông vào tay của vào cái phù thủy như vậy, thì hỏi rằng các ông có xứng đáng với cái chức vụ mà ông đang làm hay không. Thì tóm lại là chúng ta không muốn nhìn thấy một lần nữa hình ảnh của những nhà lãnh đạo của bất cứ một tỉnh nào. Cho đến hiện nay theo thống kê của chúng tôi thì có 10 tỉnh thành là bày đặt ra cái chuyện ban khai ấn, cái lễ khai ấn và lễ phát ấn rồi và ban ấn này, mà đầu tiêu ấy là tỉnh Nam Định. Thì thứ hai nữa là mà trong đó có những tỉnh đầu não như Hà Nội phát ấn Hoàng Thành Thăng Long đấy. Rồi thì tỉnh Quảng Ninh là phát ấn ở đền núi Bài Thơ. Rồi thì tỉnh Nghệ An là lăm le phát ấn ở trên cái núi Quyết là nơi thờ Quang Trung. Quang Trung. Đền Hùng cũng làm ra cái bịa ra cái ấn gọi là Tổ Vương Tích Phúc, tức là tổ vương ban ấn, nhưng mà viết sai chữ. Cũng lăm le thò thụt ra, cũng không công khai ở trên báo chí, nhưng mà cũng thì thụt người dân người ta đi người ta tìm được. Đền Lý Thường Kiệt ở Thanh Hóa. Rồi thì đền cũng đền Trần ở trong Thanh Hóa nữa. Rồi thì ở Huế cũng làm cũng bày đặt ra cái chuyện. Nói tóm lại là từ Huế trở ra đây là rất nhiều tỉnh thành là hình như là đói các quan chức đói quá hay sao mà bày đặt ra cái chỗ đó để kiếm ăn quanh, mà lại ăn ở trên cái sự ngu muội của bách tính như vậy chứ. Đẩy cho người ta vào cái chỗ mê lầm như vậy để mà kiếm tiền kiếm trác chứ. Trong mấy ngày là có mười mấy tỷ, vài 15-20 tỷ, thì cho thấy một cái bộ mặt rất là tệ của cái giới chính quyền địa phương của những cái tỉnh thành này. Ở đây tức là 10 tỉnh thành là đã tiến hành những cái chuyện này rồi. Tôi sẽ nói thêm một chút này. Côn Sơn kiếp bạc thờ ai? Các ông biết rồi. Trần Hưng Đạo là một ngôi sao chói sáng về lòng yêu nước và giữ nước. Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán là những người như thế nào? Thế rồi Trúc Lâm Tam Tổ là những người thế nào? Trần Nhân Tông này, Pháp Loa này, Huyền Quang này. Toàn những người trí tuệ, siêu việt, tiêu biểu cho đất nước. Và Chu Văn An nữa. Tấm gương của Chu Văn An khủng khiếp. Dám dâng sớ thất trảm. Chu Văn An dám dâng sớ chém đầu 7 tên quyền gian đầu triều. Thì các ông thử tưởng tượng xem. 7 cái ông là 7 ông thượng thư. Một quyền lợi, một quyền hành chỉ đứng sau vua thôi. Mà một người dám dâng sớ chém 7 tên quyền gian ấy. Tôi nói thật, chỉ đụng đến một tên thôi thì nó giết cả họ nhà Chu Văn An. Thế mà Chu Văn An dám làm cái việc đó. Thất trảm sớ. Đấy. Côn Sơn kiếp bạc thờ những danh nhân như thế. Mà các ông dám làm những điều bậy bạ như thế à? Tôi xin nói ngay gần cái đền thờ Chu Văn An đấy. Các ông dựng lên một cái bà Nguyễn Thị Duệ làm cái người không có thật mà dựng ra một cái đền thờ như thế. Tỉnh bỏ tiền ra lập cái đền thờ, thờ khống
rồi lại làm tượng đấy chứ không? Một cái người mà thật ra thì nó ở cái chuyện nôm khuyết danh. Cái chuyện đấy là chuyện Phạm Tài Ngọc Hoa. Cái nàng Ngọc Hoa muốn cứu chồng. Nôm khuyết danh. Thế mà bây giờ dám bịa ra làm cái người đàn bà đi thi mà đỗ tiến sĩ. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nó đã coi là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, mà là còn cho phụ nữ đi thi tiến sĩ đó. Thế mà có những cái kẻ nó bịp bợm, nó đưa ra mà công cũng nghe. Thế rõ ràng là cái trí tuệ của các ông phát đấy, nó không ổn định rồi. Không ổn định. Thế rồi lại còn có một cái bà nữa ở Chu Đậu đấy, bà Hí, bà Bùi Thị Hí. Thật là cái chuyện nhố nhăng như thế mà các ông tôn vinh nhé, thì các ông nên xem xét lại xem cái khả năng về trí tuệ của mình ấy nó đến đâu. Chứ nếu không, tôi nghĩ rằng các ông đến Côn Sơn các bà, các ông làm cái việc đó là Đức Thánh Trần sẽ phạt đấy nhé, chứ chớ có coi thường. Nhân quả nó nhanh lắm. Mà cái Triệu Thế Hùng, cái ông Triệu Thế Hùng là chủ tịch tỉnh ấy, là đang bị đề nghị kỷ luật đấy ông ạ. Thì tôi không biết cái việc đó là cái việc trong nội bộ đảng, tôi không biết. Bao giờ ông ấy, như ông Trung Ngọc Anh thì tôi mới biết. Chứ còn bây giờ nó còn nằm trong cái... Không, báo cái... đăng rồi. À thế à? Trở lên thớt thôi. Đấy. Nói chung ấy là tỉnh, người ta cứ trêu đùa bảo là để khuyến khích việc học, thì tỉnh Hải Dương, tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo cho bảo tàng tỉnh Hải Dương mà đứng đầu là Tăng Bá Hoành đấy, để bịa đặt ra một cái bà nữ tiến sĩ duy nhất và đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam là cải trang thành nam giới để đi thi, đó là bà Nguyễn Thị Duệ. Rồi thì bà ta còn được đúc thành tượng đồng để thờ. Thế rồi thì để phát triển lại ngành gốm Chu Đậu thì tỉnh ủy cũng chỉ đạo cho bảo tàng là phải nghiên cứu để dựng ra một cái Bùi Thị Hí, là một nhà hàng hải kiệt xuất của Việt Nam lúc bấy giờ, bà tổ của nghề làm gốm Chu Đậu, với lại những cái sản phẩm bây giờ bán hàng của cái con tàu đắm mà của bà ấy, cái trong cái lô hàng của bà ấy đem đi phương Tây ấy là đến hàng triệu đô. Bây giờ thì để phát triển kinh tế và du lịch thì tỉnh ủy Hải Dương lại chỉ đạo để làm ra cái lễ phát ấn và khai ấn để đưa nhân dân tỉnh nhà và đưa thập phương du khách đi vào cái chỗ mê lầm, quên hết công đức của tổ tiên của Nguyễn Trãi và của Trần Hưng Đạo, những tấm gương xưa không học, những cái tử tế của người xưa, những cái bậc thánh đế như thế, những bậc thánh như thế thì không học, thì lại đi sử dụng cái chuyện này để đi làm một cái, nói chung là một cái sự bịa đặt, nó có hệ thống mà được bật đèn xanh từ cấp tỉnh, ở đây là tỉnh ủy, tỉnh Hải Dương đã trải qua rất nhiều đời rồi. Và thôi thôi, mẹ nói thế nhỉ ông nhỉ? Dạ thôi ạ. Chúng tôi là những nhà nghiên cứu mà chúng tôi trông thấy những cái hiện tượng như thế thì cũng lên tiếng thế thôi, chứ còn hay hay dở thì ông Lê Văn Hiệu và ông Triệu Thế Hùng thì rồi cả nước người ta sẽ biết trong ngày mai thế thôi, bởi vì gươm thiêng của Đức Thánh Trần vẫn còn ở trong đền Kiếp Bạc, vẫn còn ngời cái ánh gươm từ ngày xưa, không phải là trong mấy cái ngoằng ngoằng mấy cái ấn mà các ông đem ra để mê hoặc quần chúng đâu, mà cái thiêng đây là cái khí thiêng của Đức Thánh Trần đấy để lại ấy. Đấy, thì chắc là đồng bào cũng sẽ sớm thấy nếu như các ông mà không hối cải. Xin cảm ơn quý vị, quý anh chị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình hôm nay. Những quý vị nào mà đã chót có những cái lá ấn được lấy từ đền Kiếp Bạc hôm qua mà từ tay của ông Phó Bí Thư tỉnh ủy và ông Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thì xin hóa đi. Đừng đem theo bên người, càng không được để lên trên bàn thờ gia tiên. Đây nó là cái chuyện nhảm nhí, xin quý vị. Nhảm nhí đấy. Và tốt nhất là đem đi đốt đi, đem ra bờ sông hóa đi. Đừng có giữ vào trong người
Đấy. Bởi vì con bình thường các anh đi ở trên đường thì không sao, trong người anh lại bảo ta sẽ đi giết ma đây, thế thì con ma nó sẽ trông thấy nó bảo à mày không có quyền tha công lực gì cả, chỉ là cái ấn giả, tao phải kiếp tìm theo mày, tao giết mày đấy, thì rồi nó là như thế. Xin cảm ơn quý vị.